Xin chào mọi người, mình là Daniel tới từ Tiên Academy, kênh về đầu tư và tư duy hay nhất tại Việt Nam. Mình muốn làm một cái video rất ngắn để phân tích cái Bitcoin nó đi đâu cho bạn nha. Riêng ngay bây giờ cái thị trường ngắn hạn ngay bây giờ, 1 giờ vừa rồi thì nó bắt đầu đi lên lại nè. Tất cả những cái đồng mà mình có hay là những cái đồng, nói chung là thị trường đang đi lên lại nha, 1% nhỏ nhỏ thôi nha. Nhưng mà dài hạn mình đang nói là vài ngày tới đây thì nên cẩn thận, ok. Chưa có tín hiệu là đi đi lên lại đâu, ok. Đây là rồi, mình đang nằm trong cái khung 1 giờ. Thì nếu mình đã bạn đã theo dõi mình một thời gian dài rồi đó, thì bạn đã biết là cái trường hợp đi như thế này và đi như thế này mình đã giải thích sâu xa rồi. Và đây vừa rồi nghe, vừa rồi nó rớt xuống cái điểm đáy của tháng 6 vừa rồi là 17.000, 17.600, nó đang nằm ngay ngay cái kháng cự này luôn nè. Là cái kháng cự này nó phải giữ nghe, nó phải giữ ở đây. Đây là mình đang nằm trong cái khung 1 giờ. Thì ở đây nếu mà gọi là nhìn vô những cái candle không thôi, bạn có thể thấy là ngay bây giờ mình chỉ có một 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 màu xanh nè, ok. Để cái tín hiệu đi lên á, mình muốn thấy. Cái này là khung 1 giờ nha, cái tín hiệu màu xanh nó vài mà một hai cái đèn cầy màu xanh nữa, là 1 2 giờ nữa màu xanh thì cái xu hướng là đi lên ngắn hạn thì tốt hơn. Ngay bây giờ thì mình không biết được, ok. OSI nếu mà dựa vô chỉ có OSI không thôi á thì nó vẫn còn có cái đà đi xuống thêm nha. Thì mình ngắn hạn thì mình vẫn nghĩ là những cái con cá mập cá heo market maker và những cái sàn á, nó sẽ cố gắng đẩy cái con giá này xuống khoảng có 16 nghe, 16 tệ lắm là 14 nghe, rồi sau đó nó bắt đầu đi lên lại, ok. Xuống càng nhanh thì lên càng nhanh, có nghĩa là vậy. 7 ngày tới đây là rất là quan trọng. Mình thì nói chung mình nhận được một cái thông tin là 7 ngày tới đây là nó cố gắng nó rửa cái thị trường nha, nó đang rửa cái thị trường. Thì bạn nên cẩn thận. Và vừa rồi là rõ ràng là bạn biết là FTX đã bị sập nha, ngưng, ok. Và Binance CZ á, thì đang đang làm thủ tục để mua lại, đang kiểm tra kỹ càng rồi để mua lại, ok. Thì hồi hôm qua là tối hôm qua, ok, chiều hôm qua thì cũng giống như là ở trong cộng đồng điện tử, so sánh nó cũng giống như một cái gọi là bom bom nguyên tử á, mới nổ nha, và rất là nhiều người chết nha. Thì ngay bây giờ là cái ngày đầu tiên là người ta đã vẫn vẫn phải là đi đa, bây giờ là đang đếm đếm xác chết đó. Thì giờ chưa chưa phải phải tốn một thời gian dài, phải cỡ một tuần hoặc hơn để đếm đếm những cái người nào đã chết. Cái ý mình nói vậy á, có nghĩa là như thế này này, để mình phân tích cho bạn. Có nghĩa là FTX, ok, Sam đã đầu tư vô những cái đồng khác và những cái quỹ khác, cũng giống như Apple Việt Nam mình vừa rồi thổi, cũng giống như Su, đúng không, và những cái đồng khác nữa, những cái nền tảng khác nữa Sam đã đầu tư vô. Thì những cái ngày tới đây thì bởi vì Sam không chống lưng nữa thì không biết những cái đồng đó nó sẽ đi như thế nào, ok. Cái thứ hai là Alameda là cái công ty giống như công ty chị của FTX, mà cái đó cũng là Sam tạo ra và chuyển đổi cái chức quyền đó cho một người khác đang quản lý, một cái cô CEO. Mà về cái công ty về 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 Alameda, nó có những cái tín hiệu trước đây mà mình không có làm video cho bạn, nhưng mà những cái tín hiệu là trước đây những cái người mà CEO á của Alameda, là trước đây là một người con trai, sau đó là ổng từ chức, ok. Rồi trước đó có một người cũng rất là quan trọng trong cái hệ thống Alameda Research cũng từ chức luôn, ok. Thì đó là những cái tín hiệu mà mình không có nói cho bạn biết. Nhưng mà riêng Sam thì mình đã trước đây khoảng cỡ nửa tháng trước rồi mình đã cho bạn những cái thông tin giống như là tại sao short và long, những cái người mà đánh short và long á, đánh cho lên xuống á, bị rửa ra khỏi thị trường á, là rửa ở trên sàn FTX nhiều nhất. Có những ngày người ta đánh những cái lệnh đó tới tỷ tỷ tới tỷ mấy đô la lận, nhưng mà 80% là đều nằm ở trên cái sàn FTX. Thì mình đặt ra câu hỏi, ok, trước đây Sam cái bất cứ cái công ty nào mà nó sập á, thì Sam cũng nhảy vô mua hết, giống như BlockFi, ok, và những công ty khác Sam đều mua. Nhưng mà mình phải đặt ra câu hỏi là Sam lấy tiền đâu mà mua, ok.
Thì mình đi sâu xa hơn chút xíu là Sam dùng FTX đúng không? FTX để in ra những cái đồng tiền FTT. Ok. Sau đó đẩy cái đồng FTT qua Alameda Research. Ok. Và Alameda Research lại lấy những cái đồng FTT đó đi vay mượn USD nha, đi vay mượn USD. Rồi lấy cái đồng đó vay mượn USD. Rồi lấy cái đồng USD đó lại đẩy vô lại cái sàn FTX cho Sam. Có nghĩa là Sam tự tạo đồng FTX ra từ ngoài không khí, chỉ có in nó ra thôi, chỉ có ấn vài nút rồi tạo nó ra đúng không? Tạo nó ra rồi đẩy qua bên bên Alameda, Alameda lấy những cái đồng FTT đó lại đi cho lại đi và dùng những cái đồng đó để vay mượn, bởi vì nó đang có giá trị trong xã hội mà, ok, trong cộng đồng mà, trong tiền điện tử mà, mượn USDT rồi đẩy USDT lại vô trong cái sàn FTX. Ok. Thì là những cái thông tin những ngày tới đây mình sẽ học được những gì, những thông tin mới thì mình sẽ cập nhật cho bạn. Thì mình biết, nhưng ngay hiện tại ngay bây giờ thì mình biết như vậy là Sam có nhiều tiền bởi vì ông in ra những cái đồng FTT và ông dùng nó đổi lấy USDT. Chỉ có vậy thôi. Ok, ngắn nhất. Ok, chỉ vì vậy. Thì vừa rồi nó sập đúng không? Vừa rồi nó sập. Ok. Thôi để mình sẽ không nói thêm cái câu chuyện về đó nữa, nhưng mà mình sẽ đi lại cái vấn đề giá của BTC nè. Ngắn hạn có thể xuống 16 và 14 nha. Ok. 14 rồi bắt đầu quay lên, quay lên lại. Nếu những người nào có sở hữu Bitcoin mà đang bị lỗ rồi đó thì cố gắng giữ nó. Nếu mà không có nhưng mà không cần nó thì cứ cố gắng giữ nó tới 2024 nhé. Thì mình bạn có thể ok, không biết cái giá của bạn mua lúc bao nhiêu nha. Nhưng mà cái để mà vượt qua cái mức 69.000 hay là lên tới 100.000 một đồng tới giữa năm 2024 thì mình cái phần trăm rất cao nha. Ngắn hạn ngay bây giờ thì rõ ràng cái là downtrend chuẩn bị xuống, và ngay bây giờ là người ta chuẩn bị đang đếm đếm xác chết nha. Tất cả những cái công ty liên quan với Alameda, với công giới FTX, những cái công ty nào đó nó liên quan với nhau hết thì chuẩn bị nó sẽ ra, nó ra tuyên bố nó lỗ bao nhiêu, nó đang sập hay là một cái gì đó, thì những công ty nào sẽ bị phá sản nữa thì nó sẽ xảy ra. Ok, cũng giống như lúc mà giống như là Tui Aero Capital lúc mà nó sập á, thì có những cái sàn mà kết nối với nó đều sập theo đúng không? Những cái nền tảng nó sập sập theo, thì ngay bây giờ là mình đang đợi những cái xác chết đó nó nổi lên thì những ngày tới đây ok là nó không tốt. Và cũng nhắc liệt là mình có một cái tín hiệu của cái nguồn mà nói chung cũng tin tưởng được là 7 ngày tới đây là cái market maker và những người lãnh đạo cái thị trường này á, người ta sẽ cố gắng rửa nha, rửa cái thị trường thì sẽ đẩy những cái người mà tay giấy ra khỏi thị trường. Ok, thì đó là cái thông tin mình muốn cập nhật cho bạn ngay bây giờ. Hai cái con số bạn nên quan tâm bây giờ là 16.000 và 14.000, 14.000, 14.000. Ok, thì nếu mà muốn đầu tư thì ngay bây giờ cũng có thể mua vô 1% nho nhỏ thôi, rớt càng xuống mua càng nhiều rồi giữ nó. Ok, một cái công thức rất đơn giản mà có thể tạo lợi nhuận rất nhiều nếu bạn có củ mà đầu tư và bạn không cần cái củ đó ngắn hạn thì bạn sẽ sinh lời một cách rất là dễ dàng. Ok, mình tên là Daniel, tới từ Tiền Academy, kênh về đầu tư và tư duy hay nhất tại Việt Nam. Xin chào mọi người.